Chào mừng các bạn đã đến với kênh tin mới nhất của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Bé Xuân Mai sau 17 năm sang Mỹ định cư đã là mẹ ba con, cô sống hiện tại thế nào? Ít ai biết rằng Xuân Mai đã là mẹ ba con, cô có cuộc sống bình yên trên Mỹ. Từng được biết đến qua cái tên thần đồng âm nhạc, Xuân Mai là ngôi sao nhí một thời với những ca khúc thiếu nhi nổi đình nổi đám những năm 2000 như Con Cò Bé Bé, Chị Ông Nâu, Con Heo Đất. Bé Xuân Mai như một cái tên thương hiệu, là nghệ danh được nhiều người biết đến. Thậm chí cho đến bây giờ nhiều trẻ em còn nghe những ca khúc do cô trình bày. Sau khi trưởng thành, Xuân Mai tập trung cho việc học và gần như không còn hoạt động nghệ thuật. Điều này khiến không ít khán giả tiếc nuối. Qua đó, cuộc sống hiện tại của giọng ca Con Cò Bé Bé cũng được dân mạng đặc biệt quan tâm. Cụ thể, vào năm 7 tuổi, vì muốn con tập trung vào việc học, nên gia đình đã đưa Xuân Mai sang Mỹ định cư. Bất ngờ biến mất khỏi showbiz, không ít khán giả thắc mắc và nhắc đến cái tên bé Xuân Mai và mong muốn cô quay trở lại với con đường nghệ thuật. Đáp lại tình cảm của mọi người, đến năm 2009, nữ ca sĩ cho ra mắt MV Nỗi Nhớ Đóng Băng. Trái ngược với sự mong đợi, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước sự thay đổi của Xuân Mai. Khác với hình ảnh một cô bé nhỏ nhắn, từng cất thanh ca khúc Con Cò Bé Bé, nay nữ ca sĩ trở nên mẫm mỉm hơn, giọng hát cũng thay đổi hẳn. Hình ảnh xinh xắn của Xuân Mai hồi còn bé. Đến năm 2009, nữ ca sĩ cho ra mắt MV Nỗi Nhớ Đóng Băng nhưng nhận nhiều ý kiến tiêu cực bởi ngoại hình mẫm mỉm, giọng hát thay đổi. Kể từ đó, Xuân Mai không còn ra mắt bất kỳ sản phẩm âm nhạc nào. Mãi cho đến năm 2016, nữ ca sĩ khiến khán giả bất ngờ khi kết hôn và làm mẹ ở tuổi 21. Trên trang cá nhân của mình, cô rất ít khi cập nhật hình ảnh gia đình cũng như chia sẻ về đời sống cá nhân. Đến năm 2018, sau khi hạ sinh bé thứ hai, Xuân Mai quay trở lại hoạt động nghệ thuật. Không còn cầm mic như trước, nay thần đồng âm nhạc cầm bách với vai trò diễn viên tham gia phim truyền hình Kali Mùa Hoa Vàng. Nhiều khán giả dành sự khen ngợi trước lối diễn xuất tự nhiên của Xuân Mai. Tuy nhiên, cô cũng nhận không ít lời cay đắng với ngoại hình tăng cân quá đà. Cũng không thể trách được vì lúc này Xuân Mai đã là mẹ hai con. Đến cuối năm 2018, nhiều người ngỡ ngàng khi hay tin Xuân Mai đã sinh thêm một bé gái là con thứ ba của cô. Netizen cho rằng việc trong 3 năm sinh nở 3 lần liên tiếp sẽ rất nguy hiểm và khó khăn cho Xuân Mai. Tuy nhiên, một người bạn của cô từng chia sẻ, việc sinh con liên tiếp trong 3 năm có thể làm cả gia đình vất vả, nhưng sau này đỡ cực trong việc đưa đón các bé đi học. Chăm ba con nhỏ cùng lúc khiến Xuân Mai gặp không ít áp lực, căng thẳng, nhưng nữ ca sĩ vượt qua được vì có sự hỗ trợ chia sẻ của chồng và gia đình hai bên. Hiện tại, Xuân Mai đang có cuộc sống hạnh phúc cùng chồng và ba nhóc tì tại Mỹ. Vào đầu tháng 7 vừa rồi, giọng ca nhí một thời bất ngờ lộ diện sau thời gian dài vắng bóng. Cô xin lỗi khán giả vì không xuất hiện trên mạng trong thời gian vừa rồi. Qua đó gửi lời động viên đến người hâm mộ trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Trong hình ảnh được đăng tải, dễ dàng nhận thấy nữ ca sĩ có phần mẫm mỉm hơn trước. Làn da lộ rõ nhiều vết đồi mồi, dấu ấn thời gian hiện rõ trên gương mặt. Không khó tránh khỏi khi Xuân Mai đã trải qua 3 lần sinh nở, tuy vậy thần sắc của cô vẫn vô cùng rạng ngời và tươi tắn. Lần cuối Xuân Mai cập nhật trên trang cá nhân là vào cuối tháng 7, qua đó nữ ca sĩ một lần nữa gửi lời chúc sức khỏe cũng như dành lời khuyên cho mọi người trước dịch bệnh Covid-19. Ngoài ra giọng ca Nỗi Nhớ Đóng Băng cũng đăng loạt ảnh hạnh phúc bên ba nhóc tì, bộc lộ rõ tinh thần lạc quan tuổi 26. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.